Bỏ ra đi. Anh làm vậy chỉ làm đau tôi thôi chứ chả có vui sướng gì đâu. Anh đi ra phòng khách ngủ đi. Ủa, chị Hai. Lêu lêu, bị giờ đuổi ra ngoài. Làm sao vậy? Ai biết được đâu chị. Chuyện vợ chồng mà, có cũng quạo, không có cũng quạo nữa. Kỳ vậy. Người mày lâm trận á, mày có vợ đầu không vậy? Dạo gì nổi mà dạo. Trời ơi, mùi hôi của cổ nồng nặc luôn á. Em nín thở làm đại cho xong. Vợ mày bị như vậy á, mày không đưa đi khám hay là mua sản phẩm gì cho xài hết, có quan tâm yêu thương đâu. Vậy mà đòi hạnh phúc gia đình gì nội. Hơi. À, đứng đây, tao lấy sản phẩm cho vợ mày xài. Đây, đưa cho vợ xài đi. Bí kíp phòng the. Nói chứ cái này á, rửa vô ha, hết ngứa hết viêm nha, mà còn thơm hồng xe khích nữa. Còn cái này xịt vô đấy con chip ha, khử tất cả mùi hôi tanh, mùi thật quyến rũ luôn. Mà ha, khử được tất cả những cái mùi giống như là hành tinh luôn nha. Mà cái này có hiệu quả như chị nói không? Không tin thì trả lại đây. Ý, thôi, đâu có được. Chị cho mà, phải xài thử chứ. Ủa, dậy sớm vậy chị Hai? 11 giờ trưa mà kêu sớm. Em xin lỗi chị nha, ngủ quên mất. Để từ mai em dậy sớm nấu cơm chị ăn nha. Em cần gì phải xin lỗi? Mình dậy trễ do lỗi của chị chứ bộ. Ủa mắc mớ gì lỗi chị? Chứ không phải hả? Ai biểu chị cho vợ em cái bộ đôi xịn sò quá anh chị. Dạ ha. Cái anh này nói mà cũng biết ngại hả? Ngại gì mà ngại. Vợ chồng cũng bả nhiều khi còn dữ dội hơn mình.